Thưa quý vị và các bạn, tại các giải quần vợt hàng đầu thế giới thì bên cạnh sự có mặt của những ngôi sao quần vợt danh tiếng thì còn có rất nhiều những con người thầm lặng ở đằng sau đó, ví dụ như là những kỹ thuật viên, những trọng tài hay là những người căng vợt. Và một trong những nhân vật mà chúng tôi muốn nói tới ở đây đó là ông Richard Parnell, một chuyên gia căng vợt đã có 16 năm làm việc tại giải quần vợt danh tiếng Wimbledon. Xin chào ông Richard Parnell, ông đã từng làm việc tại rất nhiều giải đấu lớn giống như là Wimbledon, Australia Open. Vậy thì cảm giác khi làm việc tại những giải đấu này như thế nào thưa ông? Mỗi giải đấu dĩ nhiên đều mang đến cho tôi những trải nghiệm khác nhau. Wimbledon luôn là giải đấu giàu truyền thống và mỗi người căng vợt trên toàn thế giới đều muốn được góp mặt ở giải đấu này. Đội ngũ căng vợt có 14 người được tuyển chọn từ khắp nơi và tôi cảm thấy may mắn khi tham dự Wimbledon suốt 16 năm qua. Tôi cũng làm công việc căng vợt ở Pháp mở rộng hay Australia mở rộng, nhưng các giải đấu đó không mang đến cảm giác đặc biệt như ở Wimbledon. Với Australia mở rộng, chúng tôi phải trải qua những ngày làm việc căng thẳng bởi các trận đấu bắt đầu từ sớm và đôi khi kết thúc rất muộn. Đội ngũ căng vợt nhiều lúc chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc ngày mới. Tôi nhớ năm ngoái, đội ngũ căng vợt 20 người đã căng đến hơn 5.000 cây vợt. Wimbledon thì công việc đơn giản hơn. Thông thường 9 rưỡi tối là chúng tôi đã xong công việc và có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi cũng như trao đổi với các tay vợt về những gì họ muốn cho ngày thi đấu tiếp theo. Tôi nhớ không nhầm thì trong 3 ngày thi đấu đầu tiên, chúng tôi đã căng 1.200 vợt. Dĩ nhiên, số lượng vợt giảm ở những ngày sau đó khi nhiều tay vợt bị loại. Ông cũng là người sáng tạo ra nút thắt có tên gọi là Knot Panel. Vậy thì cảm giác của mình khi có một cái nút thắt được công nhận là ra sao? Dĩ nhiên là tôi hạnh phúc, nhưng cũng phải thừa nhận đó là một kỷ niệm vui. Năm 2003 tại giải Wimbledon, một người căng vợt sử dụng một nút thắt rất phức tạp. Tôi đã giới thiệu nút thắt của mình vì nó đơn giản hơn. Bạn có thể thắt nút bằng tay và quan trọng nhất là nút thắt đó không làm ảnh hưởng chất lượng mặt vợt cũng như làm xước tay khi các tay vợt chạm vào. Một người nào đó đã đùa rằng nên gọi nút thắt này là nút thắt Parnell Knot. Từ đó, nút thắt này đã trở nên nổi tiếng hơn khi xuất hiện trên Internet, trên YouTube. Từ ngày nay, tôi đã có hơn 25 năm đan vợt ở các giải đấu lớn và quả thật, sức khỏe của tôi bắt đầu không còn dẻo dai như trước. Vì thế, hiện giờ tôi chỉ tham gia một số giải nhất định, thời gian còn lại tôi đi dạy. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm căng vợt với nhiều người bởi tôi thực sự yêu công việc này và muốn mọi người có được niềm đam mê như tôi. Nhiều người chơi quần vợt Việt Nam thì có thói quen là cân vợt rất là nặng. Vậy thì ông có những lời khuyên như nào dành cho họ? Tôi nghĩ sự lựa chọn đó không chính xác. Việc cân vợt quá nặng sẽ khiến các bạn gặp chấn thương ở khuỷu tay, nhất là khi các bạn mới tập chơi hoặc chưa thuần thục các động tác kỹ thuật. Các tay vợt hàng đầu thế giới không phải ai cũng lựa chọn cân vợt thật nặng. Như chị em nhà William, họ cân vợt khoảng 29kg, trong khi nhiều tay vợt khác cân khoảng 20kg mà thôi. Ngoài ra, việc cân vợt cũng phải tùy thuộc vào loại vợt mà bạn đang sử dụng và mỗi người phù hợp với từng mức cân khác nhau. Các tay vợt hàng đầu thế giới thì thường có thói quen cân vợt như thế nào? Họ cân nặng có giống nhau hay là có sự nào khác nhau ạ? Some do, some don't. There's no general. Hầu hết các tay vợt đều cân khác nhau. Ví dụ như Roger Federer, giữa dây dọc và dây ngang thường chênh nhau khoảng 1.5kg. Rafael Nadal thì thường cân cả hai dây giống nhau, trong khi nhiều tay vợt Tây Ban Nha khi chơi trên sân đất nện lại chọn cân dây dọc và dây ngang chênh nhau 2kg. Điều đó cho phép dây dọc sẽ di chuyển nhiều hơn đôi chút so với dây ngang khi thực hiện những cú đánh bóng xoáy. Các tay vợt cũng thường cân dây ngang nhẹ ký hơn dây dọc. Trước đây, cũng có các tay vợt chọn cách ngược lại, nhưng hiện nay thì số ký dây ngang vẫn ít hơn dây dọc bởi điều đó sẽ khiến bóng đi xoáy hơn. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Thank you. Thank you very much. Thank you.